Phi Lư tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Danh trinh thám thế giới hình sự trinh sát hàng ngày xuyên qua 3 năm vốn muốn ở cái thế giới này khoái khoái lạc lạc đương một cái bình thường tiểu cảnh sát. Ai biết vừa mới điều đến sở cảnh sát bỗng nhiên phát hiện thủ trưởng của mình tên là Mục Mộ Thập Tam. Tên đồng nghiệp là Mikiko Sato. Vụ án thứ nhất đụng phải một nhà 3 người mau lợi. Conan còn tại hiện trường tùy ý loạn dạo, phá hư chứng cứ. Trở tay liền cho hắn một nắm đấm. Nếu không là niệm tại hắn tuổi mới 8 tuổi, trực tiếp liền phán cái cản trở công vụ tội. Đây là một bình thường cảnh sát tại danh thám tử Conan ở thế giới làm cảnh sát cuộc sống hàng ngày. Bình thường không có việc gì chính là phá án, tán gái, về phần cùng tổ chức áo đen quyết đấu. Không xứng đáng, lão tử không có nghĩa vụ đó. Người mới lên đường, luyện bút chi tác, thông cảm nhiều hơn. Mạng tiểu thuyết Phi Lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1. Xuyên qua 3 năm, nguyên lai đây là Conan. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Sở cảnh sát Tokyo, tìm kiếm một bài học. Cường hành phạm lục soát trong văn phòng hệ 3. 333. Mục Mộ Thập Tam vỗ vỗ tay, tất cả mọi người đang bận rộn đều nhìn qua. Được rồi, vị này về sau chính là đồng nghiệp mới của chúng ta, điều tra bổ sung bộ phận cảnh sát hệ 3. Tư Anh Hữu. Vừa dứt lời, ánh mắt các vị liền nhìn thấy bên cạnh. Một người trẻ tuổi thân cao chừng 1m8, có chút đẹp trai. Anh là Tư Anh Hữu. Tư Anh Hữu kính chào, tự giới thiệu. Chào các vị tiền bối, tôi là Tư Anh Hữu, 25 tuổi, hàm cảnh sát là bổ sung cho bộ cảnh sát, xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Người mới, hoan nghênh. Mọi người ở đây bắt đầu vỗ tay hoan nghênh. Tá Đằng, sau này đều là đồng nghiệp, cậu dẫn cậu ấy đi. Sato Miko nhún vai, bước tới và đưa tay ra. Xin chào, Shi, chào mừng đến với bài học tìm kiếm. Cảm ơn. Tư Anh Hữu vươn tay, bắt tay với Tá Đằng Mỹ Hòa Tử. Tư Anh Hữu là một người xuyên Việt. Kiếp trước, hắn chính là một cảnh sát, vẫn là một cảnh sát hình sự, bất quá tại truy đuổi một tên tội phạm thời điểm, vì cứu vớt con tin, chính mình chắn súng, hy sinh. Không nghĩ tới trọng sinh đến thế giới này nê ông, trở thành một gã tốt nghiệp cảnh sát học sinh. Không có bối cảnh, anh vừa tốt nghiệp đã được phân đến đồn công an thị trấn Cốc Hộ làm việc, một công việc chính là 3 năm. 3 năm qua, hắn phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan của mình, trợ giúp thị dân khu vực quản lý của mình giải quyết các vấn đề lớn nhỏ, lớn đến các loại án mạng, cướp bóc trộm cắp, nhỏ đến tìm kiếm bất kỳ vật phẩm bị mất nào vân. Hắn cũng bị dân trong trấn đánh giá là tuần cảnh ưu tú nhất, ở toàn bộ trấn nhỏ đạt được thanh danh không nhỏ. Đồng thời hắn cũng biết thế giới của mình là thám tử lừng danh Conan. Bất quá cho tới bây giờ hắn còn không có cùng nhân vật chính quen biết. Cùng cái khác xuyên Việt giả đồng dạng, Tư Anh Hữu cũng đạt được một cái thần cấp phá án hệ thống. Chỉ cần là phá án là có thể đạt được đủ loại khen thưởng, cơ bản nhất chính là tiền tài, tiếp theo chính là đủ loại kỹ năng, bao gồm thương pháp, cách đấu, kiếm đạo, karate, judo, trinh sát hình sự, tâm lý học vân vân. Vì thế dựa vào hệ thống hắn xuất sắc hoàn thành công tác cảnh sát. 3 năm trôi qua, trị an của Bôi Hộ Đinh một lần bị giảm xuống tới cực điểm. Mấy ngày trước, Tư Anh Hữu trải qua cuộc thi, chính là trở thành bổ sung của bộ cảnh sát, đồng thời cũng bị điều đến sở cảnh sát lục soát một bài học. Mà hôm nay là ngày báo danh. Đây là vị trí của cô, Mikiko Sato chỉ vào một cái bàn bên cạnh. Ồ, cảm ơn. Tư Anh Hữu gật đầu, đi tới trước bàn làm việc của mình. Nhìn chung quanh bốn phía, nhất thời cảm giác được một cổ thân cận nói không nên lời. Tuy rằng tuần cảnh cũng là cảnh sát, nhưng so sánh ra, mình vẫn nguyện ý làm cảnh sát hình sự hơn. Buổi sáng, Tư Anh Hữu bắt đầu làm quen với tư liệu, quy trình trong văn phòng. Buổi trưa, Tá Đằng Mỹ Hòa Tử dẫn Tư Anh Hữu đi lĩnh súng. Súng phối màu neon tiếp tục sử dụng phong cách phương Tây, đều là súng lục ổ quay. Buổi chiều, Tư Anh Hữu quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt của sở cảnh sát, thuận tiện cùng các vị tiền bối chào hỏi, nói chuyện phím. Sau khi tan ca, đang chuẩn bị rời đi, liền thấy bộ đàm của Mục Mộ Thập Tam vang lên. Ta là Mục Mộ. Hả? Bảo tàng mỹ thuật thời Trung Cổ Hoa Gạo đúng không? Được, tôi lập tức đi qua. Sau khi cúp điện thoại, cảnh sát Mục Mộ vẻ mặt nghiêm túc. Tư Quân, Tá Đằng, đi thôi, bảo tàng mỹ thuật thời Trung Cổ đã xảy ra một vụ án mạng. Này, tôi đi chuẩn bị đây. Tư Anh Hữu vội vàng gật đầu, vô cùng thuần thục sửa sang lại trang bị. Án mạng của bảo tàng mỹ thuật thời Trung Cổ mà. Nói đến án mạng này, ấn tượng của hắn là cực kỳ sâu sắc. Dù sao quá trình gây án của vụ án mạng này, tự như thiên phạt kia, lần đầu xem làm cho người ta chấn động thị giác. Bất quá công tác, hắn lại dùng hình trinh góc độ tinh tế thưởng thức, phát hiện cái này án mạng là sai sót chồng chất, thậm chí hắn không cần suy luận, liền dùng hình trinh học liền có thể trực tiếp tìm được hung thủ. Sau đó ba người liền dẫn đội đón xe đi tới hiện trường án mạng. Xung quanh hiện trường tụ tập một đống lớn người xem náo nhiệt. Cảnh sát Mục Mộ nhìn thấy ba người đứng bên cạnh hiện trường vụ án tức giận nói. Tại sao lại là anh? À đúng vậy à, đương nhiên không có bất luận kẻ nào đi đụng qua thi thể, cảnh sát tiên sinh. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lang lập tức vẽ mặt vui cười kính một cái. Tư Anh Hữu nhìn thấy ba người quen, tò mò hỏi. Bọn họ là? Họ là Mauri Kogoro và con gái của ông ấy, Ciaran, và đó là Conan. Đó là ba người trong số họ đã tìm thấy thi thể, Sato giải thích. Tư Anh Hữu nghe xong, giật mình. Đây chính là ba nhân vật chính của thế giới này à, rốt cục gặp mặt. Bất quá. Đối với Conan, Tư Anh Hữu một chút hảo cảm cũng không có. Vì nghề nghiệp, hắn đối với hiện trường án mạng luôn theo bản năng đi bảo vệ trước, đợi đến khi nhân viên giám định kiểm tra toàn diện hiện trường án mạng xong, mới bắt đầu điều tra hình sự. Nhưng trong anime, Conan sau khi nhỏ đi vẫn thường xuyên xuất hiện ở án mạng hiện trường, không có trải qua cảnh sát đồng ý liền loạn lật chứng cứ, thi thể, thậm chí thường xuyên xuất hiện phá hư vật chứng hành vi. Rất khó chịu. Tuy rằng đến cuối cùng hung thủ vẫn sẽ nhận tội, nhưng là cũng bởi vì vật chứng đều bị Conan tùy ý đùa nghịch, thậm chí rất có thể bị phá hư, dẫn đến chứng cứ mất đi lòng tin. Nói cho cùng, Thám Tử Lừng Danh Conan chỉ là một bộ phim trinh thám, chỉ cần suy luận ra ai là hung thủ là được. Về phần hung thủ kia tương lai sẽ phải chịu hình phạt như thế nào, hoặc là xét xử như thế nào, có thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật hay không, đều không đề cập tới. So ra, hắn đối với Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang ngược lại có chút hảo cảm. Có lẽ anh đã từng làm cảnh sát ở đồn cảnh sát, mặc dù 10 năm trôi qua, nhưng vẫn giữ thói quen làm cảnh sát. Sau khi phát hiện án mạng, cô sẽ bảo vệ hiện trường trước tiên. Đợi đến khi cảnh sát đến cũng không tùy tiện đi lung tung. Nói thí dụ như lúc này đây, sẽ không có giống Conan như vậy tại hiện trường tùy ý đi dạo lung tung. Mà là trước tiên phong tỏa hiện trường, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, ngay cả chính hắn cũng không có. Cho dù là hắn ở một mình suy luận cùng phá án thời điểm, cũng đều sẽ theo khuôn phép cũ, không có một chút vượt qua. Có thể nói, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tuy rằng không phải cảnh sát hình sự, nhưng phong cách làm việc vẫn là tác phong trinh sát hình sự. Sau đó sửa sang lại tâm trạng một chút, không đợi cảnh sát phân phó, Tư Anh Hữu lấy laptop ra, đầu tiên là tiến hành khám nghiệm cẩn thận ở hiện trường, đánh dấu tư thế tử vong, quần áo, vẻ mặt, phương vị của nạn nhân. Sau đó hắn bắt đầu vặn hỏi ba người. Chào Mao Lợi tiên sinh, tôi là Tư Anh Hữu, anh là người đầu tiên nhìn thấy thi thể. Tôi muốn hỏi, anh phát hiện thi thể khi nào? Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang trả lời. Xin chào, Tư cảnh sát, chúng tôi phát hiện thi thể vào khoảng 5 phút chiều. Có thể nói cho tôi biết tình huống lúc đó không? Tiểu Lang nói. Ba người chúng ta hôm nay ở chỗ này đi dạo một vòng, đến 5 giờ thời điểm, phát hiện địa ngục triển lãm gian cấm tiến vào, bản hiệu lấy đi, liền đi vào, ai biết vừa mới đi dạo không bao lâu, liền thấy được. Nói đến đây, Tiểu Lang không dám nói tiếp. Conan bên cạnh thì nói tiếp. Chúng tôi nhìn thấy thi thể. Sau đó chúng tôi lập tức báo cảnh sát, sau khi báo cảnh sát, nơi này không có ai đi vào. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói, tại 4 giờ trước, nơi này là cấm đi vào, đến 5 giờ thời điểm, cái kia bản hiệu liền rút đi. Đúng, đúng. Tiểu Lang bất an khẳng định trả lời. Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Tư Anh Hữu còn nói thêm, đợi lát nữa hai người qua bên kia kiểm tra một chút là có thể đi. Vừa dứt lời, cảnh sát Mục Mộ liền gọi anh. Tư Quân, lại đây xem băng ghi hình. Được, cảnh sát. Tư Anh Hữu đi tới. Chương 02. Hiện trường phát hiện án, không thể đụng bậy. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đoạn băng nhanh chóng bắt đầu phát sóng. Phạm nhân thật sự là ngu ngốc a, dĩ nhiên không biết sẽ bị máy quay chụp lại. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan một nhà ba người cư nhiên cũng đi theo tới. 4 giờ 25 phút. Ông chủ Chân Trung từ ngoài màn hình đi tới. À, là ông chủ thật sự. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan mang theo vẻ mặt hưng phấn hô, được rồi, đi ra đi, phạm nhân, để cho ta đem mặt của ngươi thấy rõ ràng. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. À, Tiểu Lan lại càng thét chói tai. Chỉ thấy khôi giáp trong hình kia động đậy, giơ kiếm trong tay lên liền nhắm ngay sau lưng ông chủ Chân Trung hung hăng chém xuống. Sau đó, áo giáp tiêu sái rơi xuống đất. Sạch sẽ. Giống như một kỵ sĩ chân chính từ thời Trung Cổ đi tới. Sau đó, hắn xoay người cầm kiếm, lại bổ thẳng vào ông chủ Chân Trung, cũng một tay giơ hắn lên, một kiếm đóng đinh ông chủ Chân Trung lên tường. Sau đó tiêu sái rời đi. Cảnh sát Mục Mộ nhanh tay lẹ mắt, tạm dừng máy quay khi khôi giáp sắp rời đi. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan cùng Conan lẩm bẩm. Này, chờ một chút, kết cấu này đã thấy ở đó. Tư Anh Hữu đã gặp qua là không quên được nói. Ừ, kết cấu này rất giống với bức tranh bên cạnh hiện trường vụ án. Đúng, đúng rồi, chính là bức họa kia. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan giật mình. Cùng bức tranh kia giống nhau như đúc. Conan cũng kinh hô. Bức họa nào? Cảnh sát Mục Mộ tò mò hỏi. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan giải thích. Là bức tranh treo trước mặt nạn nhân, tựa đề là Thiên Phạt. Chỉ sợ là muốn bắt chước bức tranh kia, áp dụng thủ pháp giết người này. Cảnh sát Mục Mộ nói. Nhưng phạm nhân rất to gan, nếu bị người ta nhìn thấy, nhất định sẽ gây xôn xao. Tiểu Lan nói. Cho nên mới nói, vừa rồi ở thông đạo thông tới phòng án mạng, sẽ có bản thông báo cấm tiến vào. Cái gì? Mục Mộ cảnh quan theo bản năng hỏi. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan nói. Tiểu Lan, chắc là khoảng 4 giờ. Tiểu Lan khẳng định gật đầu. Ừ, nhưng sau 5 giờ, bản thông báo đã không thấy đâu. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan nói. Hắn như vậy đem mọi người ngăn cách về sau, mặc khôi giáp, lẻn vào cái kia trong phòng. Cảnh sát Mục Mộ nói tiếp. Sau đó sẽ giết chết ông chủ Chân Trung đã hẹn. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan suy đoán. Bởi vậy, phạm nhân hẳn là nhân viên có liên quan rất hiểu biết bên trong bảo tàng mỹ thuật. Các ngươi xem, lão bản hắn đang làm cái gì? Bỗng nhiên, Conan chạy tới giám sát bàn điều khiển, một trận loạn thao tác. Tiểu bằng hữu, không thể nha. Tư Anh Hữu cười hiếp mắt, nhưng động tác tay tuyệt không chậm, ngược lại có chút quả quyết. Trực tiếp kéo Conan xuống ném về phía sau. Đau quá. Mông Conan chạm đất. Hắn nhanh chóng đứng lên liền vẻ mặt phẫn nộ nhìn người này. Tư Anh Hữu đúng lý hợp tình nói. Nếu lộn xộn, lại không biết kỹ thuật điều khiển, chắc chắn sẽ xóa video. À, mà Conan không ngờ Tư Anh Hữu lại nói như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Tôi sẽ xóa video. Làm sao có thể? Tôi là thám tử trung học mà. Kỹ thuật thao tác cơ bản vẫn biết mà. Bất quá một phen tranh luận như vậy, mọi người cũng chú ý tới hình ảnh dừng lại trong video. Cảnh sát Mục Mộ nói. Đợi đã, khoảnh khắc vừa mới bắt đầu muốn chém hắn, lúc phạm nhân nhảy lên phía trước. Hắn đích xác phát hiện cái gì, cầm tờ giấy kia. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan nói tiếp. Ngay sau đó là bút trên bàn. Hắn viết cái gì? Cảnh sát Mục Mộ nói. Bỏ bút đi. Tờ giấy đâu? Nắm ở trong tay. Một giây sau, ông chủ Chân Trung đã bị chém chết. Tờ giấy khiến Chí Trung Đô vẫn còn nắm chặt trong tay ông chủ Chân Trung. Mọi người vội vàng chạy đến hiện trường vụ án, mở tờ giấy ra, liền phát hiện trên đó dùng bút thô viết tên Ruộng Trũng. Ruộng Trũng. Đợi đã, sao lại gọi tên tôi? Có thể là vì tránh bị camera chống trộm chụp được, bởi vậy cố ý mặc áo giáp, nhưng nạn nhân lại phát hiện phạm nhân, cho nên... À, không, không phải tôi, không phải tôi. Như vậy, ngươi ngược lại nói xem, 4 giờ rưỡi khoảng thời điểm hung án phát sinh ngươi ở đâu? Cảnh sát Mục Mộ cầm tờ giấy, nghiêm túc hỏi. À, lúc ấy tôi ở một mình trong phòng làm việc, làm chuyện giám đốc bảo tôi làm. Quán trưởng khẳng định nói. Đúng vậy, ta đích xác để cho hắn làm việc. Như vậy, nói cách khác căn bản cũng không có ai nhìn thấy thân ảnh của ngươi. À, xin chờ một chút. Tôi không có động cơ giết chết ông chủ. Cơm đảo bên cạnh lại nói. Coi như là giấu giếm cũng vô dụng, Hoa Điền tiên sinh, ngươi vụng trộm đem nơi này mỹ thuật tạo hình phẩm lấy ra bán, mà lão bản đang muốn hướng ngươi yêu cầu kết xù tổn hại bồi thường, không phải sao? Hắn nói, là thật sao? Một mộ cảnh sát hỏi. Hoa Điền vội vàng cãi lại. Nhưng chuyện này không liên quan đến vụ án mạng. Người giết hắn không phải là tôi. Chắc chắn rồi. Điều này cũng từ bên cạnh biết được, ruộng trũng thật sự đang lén lút buôn bán mỹ thuật tạo hình. Trong góc hiện trường án mạng, bạn nhỏ Conan đang tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn thấy bút gốc rơi xuống dưới pho tượng. Chỉ là hắn đang chuẩn bị đi nhặt, đã bị người hung hăng bắt được. À, Tư ca ca, nguyên tử bút liền rơi ở chỗ này à? Lại là người này. Sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng nhìn thấy chứng cớ này? Conan kinh hồn bạc vía vội vàng ha ha giả ngay giả dại. Tư Anh Hữu ngồi xổm xuống chính nghĩa nói. Điều này tôi biết. Nhưng Conan, mọi thứ ở hiện trường đều không được tùy tiện đụng lung tung. Nhất là nếu cậu không đeo găng tay, thì càng không thể đụng lung tung, nếu không cẩn thận dính vào vân tay của cậu, sẽ phá hủy chứng cứ. Đến lúc đó rất có thể hung thủ sẽ phản bác ở tòa án. Conan không thể phản bác. Mà Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang không hề nghĩ ngợi liền cho hắn một nắm đấm lớn. Giám định khoa, lại đây, đem chứng cớ này chụp ảnh, lấy chứng cứ. Sau đó Tư Anh Hữu vội vàng gọi cảnh sát tới chụp ảnh, cũng đem bút gốc cất giữ ở trong túi vật chứng. À, đây là bút khá cao cấp. Cảnh sát mục mộ đi tới hỏi. Tư Anh Hữu nói. Cảnh sát, vừa rồi tôi hỏi nhân viên công tác, loại bút này mỗi nhân viên đều có đeo, là đồ dùng làm việc của họ. Mặt khác, cây bút này rất kỳ quái, nó là kiểu xoay tròn, mà đầu bút thì ruột ở bên trong. Nói cách khác. Đúng vậy, cây bút này rất có thể không giống cây bút trên máy theo dõi, có lẽ là hung thủ nhân lúc hỗn loạn đổi. Rất có thể. Mặt khác, cảnh sát mục mộ, tôi còn phát hiện mấy chỗ kỳ quái trên băng ghi hình. Là cái gì? Chương 03. Phá án tra giám sát, không phải đơn giản nhất. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Mọi người lại quay về phòng giám sát. Tư Anh Hữu bắt đầu quay ngược video về phía trước, trước 4 giờ, áo giáp còn chưa xuất hiện. Chỉ thấy trên màn hình, cái kia áo giáp chậm rãi đi tới, sau đó chính mình đem bút thô còn có một tờ giấy đặt ở trên bàn. Tư Anh Hữu chỉ vào màn hình nói. Nói cách khác, cây bút này vốn là do hung thủ cố ý đặt lên. Cho nên tôi rất có lý do tin tưởng, cây bút này, còn có tên trên giấy, đều là hung thủ dùng để hãm hại ruộng trũng. Nói như vậy, ruộng trũng không phải là hung thủ. Trước mắt còn không dám cam đoan, cũng có thể là hung thủ tặc hô làm tặc, làm ngược lại mà đi đâu. Mặt khác, ta có một cái ý nghĩ. Tư Anh Hữu còn nói thêm. Tôi vừa mới kiểm tra camera khác, phát hiện một chuyện rất thú vị. Chính là bản thông báo ở cửa. Căn cứ miêu tả của Tiểu Lan tiểu thư, bản thông báo kia xuất hiện trong khoảng thời gian hung thủ hành hung. Cho nên tôi đoán, đây hẳn là hung thủ đặt lên, mục đích chính là để phòng ngừa lúc giết người, sẽ có người đi vào. Cho nên tôi đang suy nghĩ, chúng ta có nên điều chỉnh camera ở cửa một chút, xem rốt cuộc là ai dời bản thông báo đi hay không? Hả? Mọi người sửng sốt. Tư Anh Hữu nói. Tôi nghĩ, lúc phạm nhân giết người, tuy rằng mặc khôi giáp, nhưng khi ra khỏi địa ngục quán, hẳn là sẽ không mặc khôi giáp. Nếu không sẽ gây xôn xao mới đúng. Đúng vậy, khi phát hiện cái này mỹ thuật bảo tàng có theo dõi thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ tới xem xét tất cả theo dõi. Dù sao, giết người thời điểm đều bị theo dõi cho quay lại, không có lý do gì cái khác theo dõi không có quay lại cái khác manh mối a. Nói không sai. Cảnh sát mục mộ vội vàng bảo nhân viên điều khiển. Kết quả lại phát hiện, người xuất hiện trong camera vẫn là ruộng trũng. Cái gì, lại là ngươi? Cảnh sát mục mộ sắc mặt không tốt nói. Hiện tại hắn có chút tin tưởng Tư Anh Hữu nói chính là tiết mục vừa ăn trộm vừa la hét. Hoa Điền lại phủ quyết. Chờ đã, không phải tôi, đây là quản lý muốn tôi làm như vậy. Chỉ là độ tin cậy của lời phủ quyết của anh ta đã khá thấp. Tất cả những người có mặt đều tỏ thái độ hoài nghi đối với lời nói của hắn. Chờ một chút. Tư Anh Hữu hô. Làm sao vậy, Tư lão đệ, ngươi còn có cái gì muốn nói? Một mộ cảnh sát hỏi. Tuy rằng đúng là anh ta dời bản thông báo đi, nhưng hung thủ không phải anh ta. Tư Anh Hữu nói. À, nói như vậy, ngươi đã biết hung thủ là ai rồi? Một mộ cảnh quan vẻ mặt chờ mong nói. Tá Đằng Mỹ Hòa Tử, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan, Tiểu Lan còn có Conan đều nhìn qua. Những người khác cũng thập phần khiếp sợ. Đúng vậy. Tư Anh Hữu tự tin nói. Hung thủ hẳn là cô, Lạc Hợp quán trưởng. Lạc Hợp quán trưởng trầm mặt không nói. Tư Anh Hữu điều khiển máy theo dõi, điều chỉnh thời gian về phía trước. Chưa đến 4 giờ đã thấy quán trưởng Lạc Hợp đặt bản thông báo ở cửa, sau đó đi vào. Sau đó không lâu thân ảnh ba người Tiểu Lan xuất hiện, nhìn thấy bản hiệu liền đi. Mà đến khoảng 4 giờ 50 phút, Lạc Hợp từ địa ngục quán đi ra, sau đó không lâu ruộng trũng mới đem bản thông báo lấy đi. Điều này cơ bản trùng khớp với tình huống mà ruộng trũng nói. Lạc Hợp quán trưởng. Mọi người đem tầm mắt đánh trúng trên người hắn. Quán trưởng, anh có gì muốn nói không? Tư Anh Hữu hỏi. Thật ra anh không nói cũng không sao, tôi nghĩ sau khi anh giết người, còn chưa kịp xử lý bộ giáp đó. Nói cách khác, bộ giáp vẫn còn trong bảo tàng mỹ thuật. Chỉ cần chúng tôi tìm được bộ giáp đó, tiến hành kiểm tra đo lường, cho dù anh không nói một chữ, chúng tôi cũng có thể định tội anh. Đúng vậy, kỳ thật phá án không cần phải hoa lý hồ tiêu, chỉ cần tìm được hung khí, sau đó kiểm tra DNA, vân tay, hết thảy chân tướng đều rõ ràng. Không có. Lạc Hợp quán trưởng lắc đầu. Cho nên, ngươi thừa nhận ngươi là hung thủ. Đúng vậy. Lạc Hợp quán trưởng thoải mái nói. Quán trưởng, ngươi. Không đâu, quán trưởng, sao có thể là quán trưởng được? Nhân viên bảo tàng đều không tin. Quán trưởng Lạc Hợp giải thích nguyên nhân. Bởi vì lúc hắn thu mua bảo tàng mỹ thuật đã hứa sẽ duy trì hoạt động của bảo tàng mỹ thuật, kết quả lại lật lọng, muốn dỡ bỏ bảo tàng mỹ thuật để cải tạo khách sạn. Ông chủ Chân Trung đã phá hủy bảo tàng mỹ thuật mà tôi đã cống hiến cả đời, cho nên tôi đã giết hắn. Tôi vốn đã tính toán kỹ lưỡng, thậm chí tôi còn luyện tập ở đây rất nhiều lần. Cái gì, chẳng lẽ nhân viên bảo vệ đêm khuya nhìn thấy khôi giáp biết đi lại, chính là ngươi? Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan chấn động. Lạc Hợp quán trưởng thoải mái nói. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy rất ngu xuẩn, tất cả những thứ này đều là vì muốn diệt trừ Chân Trung lão bản mà làm. Bởi vì hắn quá tự tư tự lợi, muốn phá hư bảo tàng mỹ thuật thần thánh này, bởi vậy ta muốn diệt trừ ác ma kia. Hắn đừng hòng từ trong tay ta cướp đi mỹ thuật bảo bối giống như con ruột của ta. Hắn nhìn thoáng qua ruộng trũng bên cạnh. Còn nữa, ruộng trũng tùy tiện buôn bán tác phẩm, ta cũng muốn trừng phạt ngươi, cho nên muốn đem chuyện này giá họa cho ngươi. Nói xong, hắn chủ động đưa hai tay lên, phối hợp với cảnh sát tróc nã. Sau đó dưới sự phối hợp của Lạc Hợp, cảnh sát tìm được bộ giáp kia trong phòng ruộng trũng. Đây vốn cũng là Lạc Hợp muốn giá họa cho ruộng trũng. Sau đó khoa giám định ở phía trên kiểm tra ra vân tay của Lạc Hợp quán trưởng còn có DNA của mồ hôi. Sau khi phá án, Tá Đằng Mỹ Hòa Tử vui vẻ đi tới bên cạnh Tư Anh Hữu, vui vẻ nói. Thật sự có của anh, Tư Quân. Cảnh sát mục mộ nói. Ha ha, Tá Đằng, có lẽ anh không biết. Tiểu tử này có danh hiệu Cảnh Thần, vụ án nào đến tay hắn sẽ nhanh chóng bị phá. Cảnh Thần cúp. Mọi người sửng sốt, không ngờ Tư Anh Hữu lại nổi tiếng như vậy. Conan như có điều suy nghĩ nhìn Tư Anh Hữu. Cảnh sát mục mộ, quá khen rồi, tôi chỉ dựa vào quy trình điều tra hình sự bình thường mà thôi. Tư Anh Hữu dở khóc dở cười nói. Hắn không nghĩ tới mình sẽ có một danh hiệu như vậy. Kỳ thật hắn chỉ là dựa theo quy trình bình thường đến phá án mà thôi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phá được một vụ án giết người. Có được kỹ năng theo dõi và chống theo dõi G1, LV5, nhận được 1 triệu yên, 5 vạn RMB, có thể thông qua đánh bạc đổi lấy tiền mặt. Trong nháy mắt, liền có một cổ tri thức tiến vào trong đầu Tư Anh Hữu, Hắn đối với kỹ xảo theo dõi phá án vận dụng, càng thêm ngây thơ như lửa. Trở lại đồn cảnh sát, mọi người liền bắt đầu tách ra thẩm tra xử lý Lạc Hợp quán trưởng và Ruộng Trũng. Ruộng Trũng tuy rằng không có án mạng trong người, nhưng đích xác bán trộm mỹ thuật tạo hình. Đây là hành vi trộm cắp văn vật, cũng là tội tương đối nặng. Không lâu sau, cả hai đều thú nhận. Sau đó mọi người liền bắt đầu đem hôm nay án mạng chỉnh lý, lưu trữ. Phạm nhân áp giải trông coi, chờ sở kiểm sát đưa đi. Bận rộn đến sau nửa đêm, vụ án mới xem như hoàn toàn kết thúc. Dùng xong bữa khuya, Tư Anh Hữu trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Ký túc xá là sở cảnh sát phân phối. Nghe Hồng bên này phàm là cảnh sát độc thân đều có thể xin ở ký túc xá. Ký túc xá cách sở cảnh sát không xa, để có thể xuất cảnh bất cứ lúc nào. Điện nước cũng đều là miễn phí, hơn nữa còn có nhà ăn miễn phí mỹ vị, có thể nói là bao ăn bao ở. Vô cùng thuận tiện. Chương 04. Cho nên nói ghét nhất trinh thám rồi. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chỉ chớp mắt, thời gian một tuần đã kết thúc. Trong khoảng thời gian này, cũng không có phát sinh án mạng gì. Tư Anh Hữu cũng nhân cơ hội này tìm hiểu đầy đủ các góc phòng cảnh sát, các mặt. Cùng lúc đó, anh chính thức làm quen với Takagi và Chiba. Vốn dĩ Takagi và Chiba đang điều tra chuyện khác, mãi đến thứ Bảy mới trở về. Hôm nay là thứ Hai. Tư Anh Hữu đi vào văn phòng, liền cảm giác được không khí vô cùng trầm thấp. Một mộ cảnh sát đang ở văn phòng nổi giận. Cảnh sát tá đằng, sao vậy? Tôi thấy cảm xúc của mọi người đều không thấp. Tư Anh Hữu nhỏ giọng hỏi. Tá đằng Mỹ Hòa tử nghẹn khuất nói. Còn không phải vụ án ở Nguyệt Ảnh đảo gây ra. Vụ án đảo Nguyệt Ảnh. Tư Anh Hữu lập tức nhớ ra. Vụ án này có thể nói là vụ án kinh điển nhất trong Conan, thậm chí ở phía sau còn bị làm lại. Cũng không phải nói bản thân vụ án kinh điển, mà là thân phận hung thủ trong vụ án này. Ma Sinh thành thực. Rõ ràng là một nam nhân, lại muốn giả dạng thành nữ nhân, lừa gạt tất cả mọi người. Động cơ giết người của hắn cũng rất đáng tiếc. Ngoài ra, đây cũng là Conan bên trong, duy nhất không có phục pháp, mà là lựa chọn tự sát người. Cũng là bởi vì vụ án này, để Conan trưởng thành một hồi. Kỳ thật, Tư Anh Hữu dù biết là thế giới Conan, cũng muốn đi qua cứu vớt người này. Nhưng hắn hỏi thăm, vụ án này đã xảy ra trước khi hắn đến sở cảnh sát. Hơn nữa, ngoài ý muốn chính là lần này hung thủ không có tự sát, ngược lại chuộc tội bị bắt. Hơn nữa đã báo cho sở kiểm sát. Sao vậy? Tư Anh Hữu tò mò truy hỏi. Bởi vì chứng cứ không đủ, hung thủ được thả ra ngay tại tòa. Thiên Diệp nói. Chứng cứ không đủ. Tư Anh Hữu càng tò mò. Chiba nói. Sau khi vụ án xảy ra, trước khi cảnh sát chúng tôi đến, thám tử Maori đã tiến hành khám nghiệm trước, dẫn đến hiện trường để lại rất nhiều dấu vân tay. Còn có vật chứng quan trọng. Trên máy quay cũng có dấu vân tay của Conan, thành công che giấu dấu vân tay của hung thủ, dẫn đến vật chứng này bị phá hủy. Điều tương tự cũng xảy ra với cảnh tiếp theo của người chết thứ Hai và thứ Ba, mặc dù mật mã được giải mã, nhưng vì Conan là người giải mã nó, tòa án cho rằng Conan mới 8 tuổi và lý do của anh ta không thể tham khảo được. Mà hắn cuối cùng tìm cái kia nhạc phổ, cũng bởi vì là Yamamoto tuần tra, Nguyệt Ảnh trên đảo lão cảnh sát, một người tìm ra, không có những người khác bằng chứng, bị cho rằng có thể là giả tạo, xuất hiện hiện tượng còn nghi ngờ. Nhưng không phải hung thủ đã thừa nhận rồi sao? Tư Anh Hữu tò mò. Và rồi lại có một lời thú tội nữa. Mikiko Sato thở dài, anh ấy đã tìm được một luật sư giỏi. Tư Anh Hữu nghe được vụ án ở đảo Nguyệt Ảnh kết thúc theo cách này. Trong lúc nhất thời thổn thức không thôi. Tư Anh Hữu nói. Cho nên nói, tôi ghét nhất chính là những thám tử kia. Phá án rõ ràng là chuyện của cảnh sát, bọn họ cũng không phải cảnh sát, dựa vào cái gì đi phá án, kết quả ngược lại tạo thành cơ hội cho hung thủ. Cao Mộc còn nói thêm. Nhưng cũng may, án mạng tuy như vậy, nhưng vẫn phá được án ma túy, coi như là thất chi đông gốc, thu chi tan du. Áp suất thấp trong văn phòng, kéo dài đến chiều. Mọi người vừa chuẩn bị tan tầm, cảnh sát mục mộ đã tới. Vừa nhận được báo án, nhà sưu tầm Hoàng Truyền Thứ Lan bị giết ở nhà. Mọi người đến hiện trường vụ án. Cảnh sát Mục Mộ vung tay lên, nhân viên giám định nhanh chóng tiến vào khám nghiệm, những cảnh sát khác thì bảo vệ hiện trường này, cự tuyệt bất luận kẻ nào đến xem. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cảnh sát Mục Mộ liền dẫn Tư Anh Hữu vào sân. Tư Anh Hữu nói, người bị hại là Hoàng Truyền Thứ Lan, 51 tuổi, là chủ nhân của cái nhà này. Người phát hiện thi thể là Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan. Cảnh sát Mục Mộ vừa nghe đến là Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan, liền tức giận không chỗ phát tiết. Lại là ngươi. Anh có biết anh làm như vậy sẽ tạo thành phiền nhiễu cho cảnh sát chúng tôi phá án. Nếu anh phá hỏng hiện trường, sẽ khiến hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Baraba. Baraba. Không. Không có. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan bị cảnh sát Mục Mộ tức giận như thế dọa sợ, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Liền ngay cả đứng ở rất xa Tiểu Lan đều càng cảm nhận được Mục Mộ cảnh quan lửa giận, đều có chút sợ hãi. Cảnh sát Tư, cảnh sát Mục Mộ, tại sao lại tức giận như vậy? Tư Anh Hữu thở dài. Không trách cảnh sát Mục Mộ tức giận. Vụ án Nguyệt Ảnh Đảo lần trước vừa mới phát sinh, khí trong lòng hắn còn chưa tiêu tán. Lần này vừa vặn gặp Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan là người khởi xướng, đương nhiên là muốn đem cơn giận trút lên người hắn. Sau đó hắn liền đem chuyện trên Nguyệt Ảnh Đảo nói cho Tiểu Lan cùng Conan. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mao Lợi Lan chấn động. Tư Anh Hữu phân phó. Tiểu Lan, lần này em phải canh chừng Conan, đừng để hắn ra vào hiện trường nữa. Nếu không lần sau, chúng tôi sẽ không giúp được em đâu. Tiểu Lan vừa nghe Tư Anh Hữu nói như vậy, cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, liền ôm Conan vào lòng. Em biết rồi. Conan theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng thấy Tiểu Lan và Tư Anh Hữu đều nghiêm túc nhìn hắn, nhất thời có chút nhục chí. Đồng thời hắn cũng khiếp sợ không thôi. Sao có thể như vậy a? Rõ ràng hung thủ đã bắt được, nhưng vẫn để cho hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Tư Anh Hữu thấy cảnh sát Mục Mộ còn đang răng dạy Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan còn chưa kết thúc. Chính mình trước hết bắt đầu tiến hành thẩm vấn người ở hiện trường. Vụ án này Tư Anh Hữu cũng có ấn tượng. Bởi vì hắn thật sự là quá kinh điển. Cho nên ở Long Quốc bên kia đều đem nó lấy ra ở trong Thiếu Niên Bao Thanh Thiên một tiến hành quay lại. Vừa nhớ lại, Tư Anh Hữu lập tức biết hung thủ thật sự của vụ án này là ai. Bất quá hắn vẫn theo thói quen dựa theo kiếp trước điều tra hình sự quá trình đến phá án, khám nghiệm. Đầu tiên đem tư thế, biểu tình của người chết đều cẩn thận ghi chép lại. Ồ, ở đây có một cuốn sổ tay. Tá Đằng Mỹ Hòa tử hô một tiếng, theo bản năng đi lấy. Chờ một chút. Tư Anh Hữu không chút suy nghĩ nhanh chóng ngăn lại. Anh ta hỏi nhân viên giám định. Ở đây có chụp ảnh không? À, đã chụp được rồi. Nhân viên giám định gật đầu. Nơi đó tới gần thi thể, trước tiên đã bị chụp ảnh. Vậy là tốt rồi. Tư Anh Hữu gật đầu, mới cầm laptop đưa cho Tá Đằng Mỹ Hòa tử. Hơn nữa còn nói. Cảnh sát Tá Đằng, sau này khi tùy ý lật xem hiện trường, nhất định phải xác nhận có bị chụp ảnh lấy chứng cứ hay không. Hi. Tá Đằng Mỹ Hòa tử theo bản năng trả lời. Sau đó hai người cùng nhau lật xem sổ ghi chép. Trong đó ghi lại lịch trình của nạn nhân. Bọn họ lần lượt nhìn thấy cuối cùng, phát hiện người hôm nay muốn gặp là 4 người. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan, Uy Thâm Hùng Nhị, Ba Đa Giả, A Cửu Tân Thành. Cảnh sát Thiên Diệp, có thể phiền gọi 4 người này không? Tư Anh Hữu nói. Được, lập tức đi ngay. Chi Ba cũng không nghĩ nhiều, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Chương 05. Dò hỏi. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Tư Anh Hữu bắt đầu thẩm vấn từng người trong dinh thự. Bởi vì hôm nay là ngày người chết hẹn gặp Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan. Xuất phát từ lo lắng riêng tư, hắn liền cho người hầu trong nhà đều nghỉ phép. Cho nên trở lại dinh thự bên trong người hầu cũng chỉ có phát hiện thi thể một béo một gầy hai người. Mà hai người này cả buổi chiều đều ở nhà mình nghỉ ngơi, mãi cho đến lúc báo án mới trở về, có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Sau đó hắn lại hỏi thê tử của người chết Hoàng Đạo Tử. Lũ Viên cũng là cùng người giúp việc trở về, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, chỉ là hỏi nàng đi đâu, lại ấp úng, nói không ra lời. Đúng rồi, chồng cô bình thường luyện kiếm đạo sao? Tư Anh Hữu hỏi. Vâng, đã 3 đoạn rồi. Hoàng đạo tử trả lời, sau đó nhìn thoáng qua ảnh chụp trên tường. Đó là một bức ảnh cá nhân của Marima Jiro, với tư thế cầm kiếm trong bộ kendo, rất hoàn hảo. Tá Đằng Mỹ Hòa tử nói. À, kỹ thuật đã tương đối lợi hại. Nói như vậy, hung thủ cũng là một cao thủ, ít nhất phải lợi hại hơn tam đoạn. Tư Anh Hữu không nói gì, tiếp tục vặn hỏi. Xin hỏi, tình cảm giữa cô và chồng cô thế nào? Đương nhiên là rất tốt rồi. Hoàng đạo tử không chút suy nghĩ đã nói, chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi rất ân ái. Tư Anh Hữu nhìn chằm chằm Hoàng đạo tử, giọng nói của cô mặc dù như đinh đóng cột, nhưng kỳ thật cũng là biểu hiện có chút chột dạ. Bất quá, hắn cũng biết, đây dù sao cũng là người ta riêng tư, hơn nữa cũng cùng vụ án không có quan hệ gì, liền không có tiếp tục truy vấn. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của một cảnh sát cảnh giới. Cảnh sát, chúng tôi phát hiện người đàn ông khả nghi. Cái gì? Tư Anh Hữu đi ra ngoài. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang hoảng sợ. Cảnh sát nói. Người đàn ông này vừa rồi cứ quanh quẩn trước căn phòng này. Người đàn ông hoảng hốt nói. Tôi không phải là người khả nghi. Chờ một chút, sao cô lại tới đây? Tư Anh Hữu vội vàng hỏi, tôi nhớ cửa đều bị người canh gác, người bình thường không thể vào. Mikiko Sato nói ngay lập tức, có nghĩa là, cậu đã ở đây ngay từ đầu. Lần này, càng thêm đáng hoài nghi. Lúc này Hoàng đạo tử đi ra thấy rõ mặt đối phương, vội vàng nói. Là bác sĩ giả Ba Đa. Ba Đa giả. Tư Anh Hữu nghe vậy nhìn quyển sổ. Chính là Ba Đa giả ở trên này. Vâng, là bác sĩ điều trị chính của chồng tôi. Mỗi tuần chồng tôi đều mời anh ấy đến khám bệnh. Là bác sĩ A, mục mộ cảnh sát nói. Cảnh sát mục mộ cuối cùng cũng phát tiết xong, bắt đầu phá án. Tư Anh Hữu hỏi. Xin hỏi cô đến đây lúc nào? Ba Đa giả cũng vội vàng giải thích. Tôi đến đây nửa tiếng. Tôi và Hoàng tiên sinh càng tốt thì đến vào giờ này. Tư Anh Hữu gật đầu. Nói cách khác sau khi báo án, cảnh sát còn chưa tới nơi này. Vừa định nói gì đó, bên ngoài lại nghe thấy một giọng nói xa lạ. Buông tôi ra, tôi bảo anh buông tôi ra. Anh có biết tôi là ai không? Tôi là nhà điêu khắc, nghệ sĩ A Cửu Tân. Akuju.ah Miko Sato nói thêm, có phải cái này không? Akuju.chan Như vậy 4 người trên sổ ghi chép đã tới 3 người rồi. Cảnh sát mục mộ nói. Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, hung thủ đã tới, cho nên chắc chắn chính là không có xuất hiện Suwa phỏng vấn Hùng Nhị. Đúng vậy, chính là hắn. Nói xong lời cuối cùng, Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan giống như đã phá án, thập phần hưng phấn, dương dương đắc ý. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá vỡ ảo tưởng của anh. Suwa chính là ta. Suwa híp mắt đi tới, vẻ mặt lạnh lùng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ồn ào như vậy? Vừa nói xong, hắn liền nhìn thấy có người đang nắm tay mình. Cúi đầu nhìn, là một đứa bé. Đứa bé này xảy ra chuyện gì? Không ai khác ngoài Conan. Conan dương dương đắc ý nói. Chú đang luyện kiếm đạo Nhật à? À, tất cả mọi người đều cả kinh. Suwa ngồi xổm xuống hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi làm sao biết được? Là nhìn tay trái của chú A, Conan giải thích. Tay trái? Tư Anh Hữu cũng tới gần, liền thấy bên miệng hổ bên tay trái có một vết thương rất nhỏ, đồng thời trên tay anh còn có vết kén rất nặng. Thì ra là thế, vết thương này rất giống lúc luyện kiếm đạo, lúc thu đao ngộ thương. Nói xong Tư Anh Hữu còn giơ tay lên. Ta cũng thường xuyên luyện kiếm đạo. Trên tay hắn cũng có vết thương, bất quá đã khép lại không rõ ràng. Cảnh sát mục mộ hỏi. Anh ta nói thật sao? Hùng Nhị gật đầu thừa nhận. Quả nhiên ngươi chính là hung thủ A, Mau Lợi Tiểu Ngũ Lan rõ ràng nói. Chỉ là tất cả mọi người đối với hắn lung tung chỉ ra xác nhận nhưng không thể trách, không thèm để ý tới. Tư Anh Hữu đồng thời đề nghị với cảnh sát mục mộ, đầu tiên thẩm vấn Hùng Nhị. Sau khi được cảnh sát mục mộ đồng ý, Tư Anh Hữu và tá Đằng Mỹ Hòa tử dẫn mấy người đến phòng khách bên cạnh. Xin hỏi Suwa tiên sinh, ngươi cùng Hoàng Truyền Thứ Lan tiên sinh hẹn hôm nay gặp mặt, xin hỏi là chuyện gì sao? Suwa nói. À, tôi tới đây để trả tiền cho Giro tiên sinh, chính là tôi nghĩ ông ấy mượn 500 vạn. Nói xong hắn còn đem tiền trong ngực lấy ra. Từ 3 đến 5 giờ, anh ở đâu? Khi đó, ta hẳn là một mình ở trong võ quán Minh Tưởng đi. Có ai có thể làm chứng cho anh không? Cái này. Không có ai. Sau khi thẩm vấn Hùng Nhị kết thúc, cũng thẩm vấn A Cửu Tân Thành, đáp án nhận được là hắn cũng mượn Hoàng Truyền Thứ Lan 10 triệu. Nhưng là bởi vì không kịp trả, cho nên liền hẹn hôm nay cùng hắn chạm mặt, muốn cho hắn thêm chút thời gian. Lúc 3 giờ đến 5 giờ, nói là một người làm ổ ở phòng làm việc, cũng không có người làm chứng. Sau đó Hoàng Đạo Tử và Ba Đa Giả cũng giống như bác sĩ, đều không có chứng cứ ngoại phạm. Đúng rồi, Mao Lợi tiên sinh, anh lại tới đây làm gì? Tư Anh Hữu hỏi xong, lại hỏi Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang. Mặc dù nói rõ Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang không phải hung thủ, nhưng lúc thẩm vấn cũng không thể kéo xuống. Nếu không bị nghi phạm bắt được sơ hở, đến lúc đó phỏng chừng lại lật lại vụ án ở tòa án. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang vội vàng giải thích. Tôi chỉ đến báo cáo với nạn nhân chuyện anh ta ủy thác tôi điều tra mà thôi, chính là điều tra ngoại tình của vợ anh ta. Ngoại tình? Như vậy điều tra ra chưa? Từ, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang đem ảnh chụp lấy ra. Trong ảnh quả nhiên là Hoàng Đạo Tử đang ôm một người không biết tên khác. Người đàn ông đó chắc chắn không phải là Maruko Giro. Chương 06. Kết án. Bạn đang nghe tại truyện.audio. May mà lúc thẩm vấn Tư Anh Hữu có thói quen đơn đối đơn. Nơi này cũng chỉ có Tư Anh Hữu, Tá Đằng Mỹ Hòa Tử còn có Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang ba người. Những người khác thì không biết chuyện người phụ nữ này ngoại tình. Tư Anh Hữu và Tá Đằng Mỹ Hòa Tử liếc mắt nhìn nhau. Điều này trái ngược với những gì Marima nói. Xem ra chúng ta còn phải hảo hảo điều tra một chút Hoàng Đạo Tử. Đúng vậy. Tá Đằng Mỹ Hòa Tử gật đầu. Sau khi thẩm vấn kết thúc, Tư Anh Hữu liền nói những nội dung này cho cảnh sát mục mộ. Cảnh sát mục mộ vội vàng phân phó thủ hạ bắt đầu tiến hành xác nhận nội dung mấy người nói. Sau đó mấy người lại trở lại hiện trường vụ án. Bỗng nhiên, Tá Đằng Mỹ Hòa Tử nói. Kỳ quái, tư thế bắt tay này hình như là ngược lại. Ừ, đúng vậy. Tư Anh Hữu nhìn xuống. Nói như vậy là có người cố ý để thi thể cầm thanh đao này, làm thành tư thái hai người đối chiến. Cảnh sát mục mộ nói. Nếu là như vậy hung thủ tựu không nhất định là cái kiếm đạo cao thủ gây nên. Các ngươi xem, căn phòng này, cho dù thế nào chém giết lẫn nhau, tại trần nhà hoặc trên vách tường lưu lại loại này vết đao cũng là rất mất tự nhiên a. Satu Mỹ Hòa Tử trầm tư. Không, hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng hung thủ này nhất định là một cao thủ kiếm đạo. Tư Anh Hữu phản bác. Vì sao? Mọi người nhìn qua. Tư Anh Hữu nói. Mọi người xem, vết dao trên vách tường này, thoạt nhìn là hung thủ cố ý vạch lên, là muốn che giấu cái gì đó. Lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những vết đao này vị trí đều rất đặc thù, trần nhà, trên vách tường. Những vị trí này cách mặt đất rất xa, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa vết đao đều rất sắc bén, vết cắt rất bóng loáng, có thể làm được điểm này chỉ có thể là một kiếm đạo cao thủ, hơn nữa là tuyệt đối cao thủ. Ta nghĩ đại khái là như vậy, hung thủ đem người chết giết chết về sau, nói không chừng là muốn tại che giấu vật gì, liền cố ý ở trên vách tường cắt phá nhiều như vậy vết thương, liền vì hỗn hào nghe nhìn. Ngoài ra, còn có vết đao trên thi thể. Vết đao tổng cộng có 2 vết, một là chém sau lưng, còn có một vết thương đâm vào. Vết cắt là vết thương gây ra trước khi chết, là vết thương chí mạng, còn vết đâm là vết thương gây ra sau khi chết. Bất quá, đáng chú ý chính là, vết thương thứ nhất mặc dù là trí mạng thương, nhưng cũng không có trước tiên đem người chết sát hại. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, người chết rất có thể nhanh chóng lưu lại tin tức gì, hẳn là dùng đao. Sato Mikiko bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, hung thủ nhất định là thấy được tin tức này, sau đó liền quyết định dùng những vết dao này để trộn lẫn nghe nhìn. Đúng vậy. Cảnh sát mục mộ lập tức phân phó. Được, tất cả mọi người tìm một chút, xem có chỗ nào không thích hợp không. Mọi người cùng nhau bắt đầu tìm kiếm. Trong chốc lát, liền phát hiện có chỗ không thích hợp. Tư Anh Hữu nói. Cảnh sát mục mộ, ở đây, Dưới ngăn tủ này có vết máu lớn, mặc dù đã bị lau sạch, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ. Mặt khác còn có vết xước trên ngăn tủ này, dấu vết giữa ngăn kéo và ngăn kéo là đứt đoạn nối tiếp. Cảnh sát mục mộ vừa nhìn. Chẳng lẽ nói? Tư Anh Hữu nói. Đúng vậy, ngăn kéo tủ này nhất định là có người thay. Mặt khác, nhân viên giám định vừa mới nói, trên tủ có rất nhiều dấu vân tay và hung đao, phát hiện hai bộ dấu vân tay giống nhau, trong đó một bộ là của nạn nhân. Vậy nhóm còn lại chính là hung thủ. Takagi nói. Với manh mối này, mọi người đều phấn khích. Sau đó, Tư Anh Hữu bắt đầu thay đổi vị trí ngăn kéo. Cuối cùng, những vết khắc trên tủ đã biến thành, có nghĩa là Suwa. Chẳng lẽ hung thủ chính là Hùng Nhị? Tất cả mọi người phấn chấn. Tư Anh Hữu lắc đầu nói. Không thể nói như vậy, chúng ta vẫn phải điều tra xem vân tay của anh ta và vân tay trên hung đao có giống nhau hay không. Được, tôi sẽ đi lấy dấu vân tay của hắn. Cảnh sát mục mộ quyết định thật nhanh. Tư Anh Hữu nói. Cái này à, tôi đã lấy được rồi. Hả? Mọi người sửng sốt. Cảnh sát Tá Đằng, có phải anh quên rồi không? Lúc chúng tôi thẩm vấn, Tá Đằng Mỹ Hòa tử bừng tỉnh đại ngộ. Lúc Tư Anh Hữu tiến hành thẩm vấn, thường thường sẽ cho người ký tên phía sau, hơn nữa còn ấn dấu tay. Không lâu sau, khoa kỹ thuật truyền đến tin nhắn, vân tay đối chiếu. Mục mộ cảnh sát phân phó nói ra. Tốt, trước đem hắn cho bắt lại, lệnh bắt giữ sau đó bổ sung. Tư Anh Hữu đề nghị. Đối phương là cao thủ kiếm đạo, chúng ta dẫn thêm người. Sau đó một đống lớn cảnh sát chen chúc tới, vây kín hai bên. Cảnh sát, các anh đây là... Mao Lợi Tiểu Ngũ Lan nhìn thấy nhiều cảnh sát như vậy, có chút kinh ngạc. Hỏi thăm Hùng Nhị, chúng tôi đã biết, hung thủ chính là anh. Tư Anh Hữu nói. Cái gì? Phá án nhanh như vậy? Mọi người đều rất ngạc nhiên. Đặc biệt là Conan. Bị đả kích. Từ khi nào mà cảnh sát phá án nhanh như vậy? Cảnh sát, tại sao là hắn? Conan không cam lòng hỏi. Cao Mộc nói. Còn phải nói, vân tay trên hung khí giống y như đúc. Cái gì? Hùng Nhị nhìn về phía tay mình. Trên ngón tay còn có chút dấu vết buồn. Thì ra là thế. Cảnh sát mục mộ lúc này hỏi. Thưa ngài còn gì muốn nói không? Gần đây kinh doanh không tốt, liền đem bảo đảo Cúc Thiên Đại đời đời truyền lại của nhà chúng ta làm vật thế chấp cho Hoàng Truyền Thứ Lan, mượn chút tiền quay vòng một chút. Bởi vì nghĩ đến hắn là một nhà sưu tầm, hẳn là sẽ không đem bảo đao hủy diệt. Chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay lúc ta tới trả tiền, nam nhân kia lại nói đã đem bảo vật gia truyền của ta mua. Thậm chí còn dõng dạc nói căn bản không bán được bao nhiêu tiền, còn nói tiền bán coi như lãi vay là được. Ta trong cơn tức giận liền một đao giết chết hắn. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, tràn ngập sát khí. Giống như thế này. Trong lúc nói chuyện, Suwa đột nhiên động đậy, lại đoạt lấy dao trong tay nhân viên giám định. Khi tất cả mọi người không kịp phản ứng, rút đao ra, chém về phía đám người cảnh sát mục mộ. Tư Anh Hữu đã sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn nhanh tay lẹ mắt, rút súng ra chặn đao lại. Đinh! Lưỡi dao cắm vào vòng bảo vệ cò súng của cảnh sát. Sau đó sử dụng judo. Một cái ngã qua vai, đem hắn đánh ngã. Cũng thuận thế áp chế hắn. Cảnh sát mục mộ sau khi biết lại phát giác, bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Cao Mộc vội vàng đi lên còng Hùng Nhị lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh phá được một vụ án giết người. Đạt được kỹ năng kiếm đạo thuật V1, LV6, nhận được 1 triệu yên, 50.000 RMB, có thể trúng thưởng bằng cách mua vé số. Chương 7. May mắn chi tử. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Cảnh sát mục mộ vội vàng phân phó Cao Mộc và Thiên Diệp đưa hắn đi. Sau đó liền thân thiết hỏi. Từ, ngươi không sao chứ? Không sao, tên kia muốn so chiêu với tôi, còn phải luyện thêm. Tư Anh Hữu cười nói. Cảnh sát mục mộ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Sau đó lại cười nói. Từ, thân thủ của ngươi không tệ à? Tư Anh Hữu nói. Dù sao tôi cũng judo ngũ đẳng, hơn nữa tôi vẫn luôn rèn luyện, không bỏ hoang. Bên cạnh, Tiểu Lan cùng Tá Đằng Mỹ Hòa Tử đều vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Thật lợi hại a, Tư. Cảnh sát Tư, anh thật lợi hại. Conan vốn còn bị một loạt đả kích vừa rồi làm cho kinh ngạc, nghe được bộ dáng sùng bái của Tiểu Lan, không khỏi một hồi chuông báo động vang lên. Vẻ mặt không tốt nhìn Tư Anh Hữu. Thằng khốn này, phá án nhanh như vậy. Những cảnh sát khác cũng đều vẻ mặt không tốt nhìn qua. Gia hỏa đáng giận, lại làm cho Mỹ Hòa Tử sùng bái như vậy, thật hâm mộ, thật ghen tị. Không sao chứ? Tư Anh Hữu hồn nhiên bất giác, khiêm tốn nói. Hắn cũng không dám đắc ý trước mặt Tiểu Lan. Vị này chính là quán quân đại tái, thỏa đáng có thể tay không đoạt bạch nhận, cự ly gần tránh né viên đạn cao thủ. Tuy nói mình nhất định là mạnh hơn Tiểu Lan, nhưng mình luyện nhu đạo, bắt sống bắt người gì đó không thành vấn đề. Trốn đạn. Còn phải xem hệ thống của mình khi nào thì thưởng karate rồi nói sau. Sau đó, Mục Mộ cảnh quan dẫn đội lại tiến hành kết thúc nơi này. Trở lại sở cảnh sát, lại bắt đầu xử lý vụ án. Còn muốn hỏi Hùng Nhị đã nhận tội, không cần hao hết tâm tư thẩm vấn, liền trực tiếp nói ra quá trình phạm án. Sau đó chính là chỉnh lý lưu trữ, chờ người của sở kiểm sát tới đưa phạm nhân đi. Bận rộn đến sau nửa đêm, mới tính là kết thúc. Cảnh sát Mục Mộ lại mời mọi người ăn khuya, xem như phần thưởng. Sau khi kết thúc, những người khác ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Tư Anh Hữu và Cao Mộc cũng trở lại ký túc xá. Điều đáng nói là cả hai sống trong cùng một căn hộ. Ngày hôm sau, cả buổi sáng mọi người đều làm công tác khắc phục hậu quả sau vụ án Suwa thăm Hùng Nhị. Đồng thời còn phải phối hợp với mấy người ở hiện trường ngày hôm qua làm ghi chép. Đến giữa trưa, Tư Anh Hữu bớt chút thời gian, lặng lẽ đi tới một cửa hàng xổ số gần đó. Mình ngày hôm qua lại phá án, đã tích lũy được 2 triệu yên. 1 triệu đầu tiên phải đánh bạc ngựa mới có thể lấy được. Nhưng 1 triệu thứ hai chỉ cần mua vé số để có được nó. Đánh bạc ngựa chờ sau này đi trường đua rồi nói sau. Hắn quyết định trước tiên đem xổ số này 100 vạn yên cho đổi. Dù sao không lấy được tay, luôn cảm giác có chút không chân thật. Đến cửa hàng xổ số, ngoài ý muốn phát hiện Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang cư nhiên cũng ở đây. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang buổi sáng đã làm xong ghi chép. Không ngờ buổi trưa lại không trở về, tới nơi này. Ồ, cảnh sát Tư, anh cũng tới đây chơi. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang mở miệng trước. Là thám tử Mao Lợi, hôm nay tôi cảm thấy vận khí không tệ, muốn đến chơi một chút. Tư Anh Hữu nói, còn cô? Cô cũng thích chơi cái này. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang cười hì hì. Vừa vặn, ta cũng cho rằng vận khí của ta không tệ, tới nơi này thử thời vận. Tư Anh Hữu âm thầm lắc đầu. Thám tử Maori có may mắn không? Là con gái anh phải không? Con gái của nữ thần may mắn. Phải nói là ngươi đem toàn bộ vận khí đều cho Tiểu Lan. Cậu muốn chơi cái gì? Tôi đề cử cho cậu. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang từ trước đến nay quen thuộc bắt đầu giới thiệu cho Tư Anh Hữu. Quả nhiên là khách quen của cửa hàng xổ số, đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Nghe Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang giới thiệu, mới biết được xổ số nghe hồng cùng trong nước còn có chỗ bất đồng. Được, cho tôi một tấm. Tư Anh Hữu nói với ông chủ. Ông chủ đầu tiên là giới thiệu một chút. Tổng cộng viết 8 số, 1.9 tùy tiện điền. 8 số đều trúng là giải nhất, cũng chính là 100 triệu tròn, 7 số trúng là giải nhì, chính là 10 triệu. 6 số trúng là giải 3, là 1 triệu. 5 số trúng là giải 4, 100.000. Cứ như vậy, là 10.000, 1.000, 100 đồng không giống nhau. Tư Anh Hữu tiện tay điền vào 8 dãy số. 10 phút sau, vé số xuất hiện. À, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang thét chói tai một tiếng. Tất cả mọi người tầm danh vọng lại đây. Có 6 con số. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang nhìn vé số trong tay Tư Anh Hữu cũng nói không ra lời. Tiện tay liền trúng 1 triệu. Cảnh sát Tư, vận khí của anh cũng quá tốt đi. Ha ha, chúc mừng vị tiểu huynh đệ này. Chủ cửa hàng xổ số cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao tiền đổi cũng không phải hắn ra. Hơn nữa trải qua tuyên truyền như vậy, sẽ càng thêm kích thích những người mua xổ số. Đến lúc đó đến cửa hàng của mình người tựu càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng kiếm tiền. Nhìn vào hệ thống chỉ thấy tiền xổ số khấu trừ 95 vạn, còn lại 5 vạn viên. Tư Anh Hữu tính toán một chút là biết. Cái này gọi là 1 triệu, là khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân của Nê ông là 5%. Nói cách khác hắn bây giờ còn có thể trúng thêm 5 vạn đồng. Nghĩ như thế, anh ta đã mua thêm 5 chiếc nữa. Quả nhiên, lại liên tục trúng 5 vạn viên. Sau khi khấu trừ thuế thu nhập, tổng cộng lại vừa vặn là 100 vạn. Lại đến. Không đợi Tư Anh Hữu mở miệng, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang cũng hưng phấn theo. Trong miệng hô to, còn muốn Tư Anh Hữu tiếp tục mua vé số. Những người khác cũng ồn ào theo. Được rồi. Tư Anh Hữu lại mua mấy tấm. Bất quá kỳ thật trong lòng hắn rõ ràng, kế tiếp mình hẳn là sẽ không rút được cái gì. Chỉ là không nghĩ tới chính là hắn lại rút trúng 8.000 viên. Điều này khiến Tư Anh Hữu mơ hồ. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay ta thật sự là vận khí bạo biểu? Nghĩ như vậy hắn lại mua thêm mấy cái. Bất quá lúc này đây, vận khí tất cả đều bại hết. Liên tục mấy tấm, một dãy số cũng không trúng. Tư Anh Hữu không hút nữa. Không tới. Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang vẻ mặt hâm mộ nói, bất quá cái này cũng không tệ, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Hắc, quá khen rồi. Sau đó không lâu, chủ tiệm liền đem đóng xong con dấu sổ số đưa cho Tư Anh Hữu, cũng nhắc nhở nói. Tiên sinh, cái này phải cầm tốt nha. Ta đây liền đem chuyện này báo lên, ngày mai sau đến bên trên địa chỉ đi lấy tiền, báo lên ta sổ số cửa hàng tên là được rồi. Ngàn vạn lần phải cất kỹ, đừng để người ta trộm, công ty sổ số chỉ biết cái này. Tư Anh Hữu còn chưa mở miệng, Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang đã cười ha ha. Yên tâm đi, nếu thật sự có tên trộm nào không mở mắt, tôi tin cảnh sát Tư cũng sẽ dạy hắn làm người một lần nữa. Hả? Chủ tiệm vừa nghe Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang nói như vậy, cũng biết thân phận của Tư Anh Hữu. Chương 08. Giáo dục Conan. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Khoảng 4 giờ chiều, Tư Anh Hữu và tá Đằng Mỹ Hòa Tử tiếp tục ngồi xử lý vụ án. Được rồi, tất cả mọi người dừng lại một chút. Cảnh sát Mục Mộ vỗ tay hô một tiếng. Nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người dừng công việc trên tay lại ngẩng đầu lên. Nhìn dáng vẻ của Mục Mộ cảnh sát, tới trước hẳn là lại có vụ án mới. Vừa mới nhận được báo án, có mấy đứa nhỏ nói phát hiện thi thể trong biệt thự, tá Đằng, anh dẫn Tư Tiên đi xem một chút. Những người còn lại tiếp tục làm nhiệm vụ thăm Hùng Nhị. Tư Quân, đi thôi. Không ngờ hôm qua lại có một vụ án, hôm nay lại có một vụ nữa. Sau đó hai người hướng Mục Mộ cảnh sát xin địa chỉ, liền thẳng đến bãi đổ xe ngầm, đi lấy xe. Miko Sato lái xe. Tư Anh Hữu ngồi ở ghế lái phụ. Nơi báo án cách sở cảnh sát không xa. Hai người 15 phút là tới. Còn chưa xuống xe, đã nhìn thấy mấy đứa nhỏ quen thuộc. Đoàn thám tử thiếu niên. Lại là hai người. Tư Anh Hữu hết chỗ nói, thật sự phát hiện thi thể sao? Vâng. Là thật. Ba tiểu hài tử mồm năm miệng 10 nói. Tuyệt đối sẽ không sai, Tư cảnh sát. Conan nói. Tư Anh Hữu nhìn sang, phát hiện Conan đang ngồi trên buồng điện thoại. Hắn mặc dù đang cùng mình nói chuyện, nhưng ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm tòa biệt thự kia. Conan. Tá Đằng Mỹ Hòa Tử nói. Conan tiếp tục. Và sau khi chúng tôi tìm thấy thi thể, không có ai ra khỏi căn nhà đó, nghĩa là thi thể vẫn còn ở đó. Tư, cậu thấy thế nào? Tá Đằng Mỹ Hòa Tử hỏi, có muốn đi biệt thự xem không? Không vội. Tư Anh Hữu quay đầu nhìn Conan. Conan, cậu nói tình hình cụ thể trước đi. Được, cảnh sát Tư. Conan thấy Tư Anh Hữu lấy laptop ra, liền bắt đầu rủ rỉ nói. Chiều nay sau khi tan học chúng ta nhận được một cái tìm mẹo ủy thác, sau đó chúng ta liền căn cứ manh mối một đường tìm tới nơi này. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng mèo kêu từ trong biệt thự truyền đến. Chờ chúng ta đi tới bên ngoài cửa sắt, liền thấy con mèo kia cả người đầy máu vọt ra. Ngay sau đó tôi liền theo bản năng nhảy vào trong sân, ngay bên ngoài phòng vệ sinh lầu một nhà hắn thấy được một người cả người đầy máu nằm ở trong phòng vệ sinh. Sau đó chúng tôi liền dùng buồng điện thoại này báo cảnh sát. Mà sau khi tôi báo cảnh sát, vẫn giám thị tòa nhà này. Cho tới bây giờ vẫn chưa có ai ra ngoài, cho nên tôi đoán thi thể hẳn là còn ở bên trong mới đúng. Tư Anh Hữu ghi chép lại lời nói của Conan, cũng thuật lại một lần. Thì ra là thế. Nói cách khác, đầu tiên các cậu nhìn thấy con mèo của cậu bạn Hạo Thụ kia dính máu trên người, hơn nữa còn thoát ra từ toilet của tòa nhà kia. Sau đó các bạn leo lên cửa sổ nhà vệ sinh, kết quả là nhìn thấy một người toàn thân đầy máu ngã trong nhà vệ sinh. Là như vậy sao? Đúng vậy. Conan trả lời. Nguyên Thái nôn nóng thúc giục nói. Cảnh sát ca ca, ngươi mau đi lục soát. Tư Anh Hữu không vội, hỏi. Tôi có thể xem con mèo kia trước không? Conan trả lời. Cảnh sát, con mèo kia bị Hạo Thụ mang đi rồi. Mang đi. Tư Anh Hữu khép laptop lại, nghiêm túc nói. Conan, sao cậu có thể để cậu ấy mang đi chứ? Đây chính là chứng cứ trọng yếu. Ngươi phải biết, chúng ta là cảnh sát. Không có khả năng nghe các ngươi nói một mặt, liền muốn đi trong một tòa phòng lục soát. Chúng ta cảnh sát lục soát, nhất định phải có đầy đủ chứng cứ hoặc manh mối mới có thể. Bây giờ chỉ là mấy đứa nhỏ các ngươi làm chứng, bảo chúng ta làm sao có thể đi quấy rầy người ta. Anh nghĩ anh là thám tử trung học sao? Cho dù là thám tử nổi tiếng học sinh trung học, cũng chỉ có cảnh sát mục mộ tin tưởng bạn không nghi ngờ, nói gì nghe nấy. Làm sao có thể? Conan vốn tự đắc vừa lòng chờ đợi khích lệ bị hất đầu che mặt mắng một trận. Nhất thời nghẹn khuất không thôi. Lại càng khó chịu. Mình là ai à? Chính mình là học sinh trung học thám tử. Ngay cả mục mộ cảnh sát cũng sẽ nghe lời mình. Nhưng mà, hắn nghẹn khuất khó chịu cũng chỉ có thể ở trong nội tâm phát tiết. Cũng không thể nói cho người ta biết ta là công đặng tân nhất. Nhưng là thật. Nguyên Thái vội vàng hô, ngươi sao có thể không tin chúng ta? Tư Anh Hữu nói. Tôi cũng rất muốn tin tưởng các cậu, nhưng các cậu lại không đưa ra chứng cứ, bảo tôi làm sao tin tưởng các cậu. Tá Đằng Mỹ Hòa tử khó xử nói. Nhưng mà, Tư, nếu không chúng ta trước đi lục soát một chút. Tư Anh Hữu lại nói. Cảnh sát Tá Đằng, tôi cũng tin Conan nói thật. Nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào lời nói của anh ta, sau đó công khai đến nhà một người lục soát. Như vậy cảnh sát chúng ta liền bị coi là cái gì? Đây cũng không phải là ở hoang vu dã ngoại, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đi xem xét. Đây là ở trong nhà người ta. Nếu lỡ mất thứ gì, ai chịu trách nhiệm? Hơn nữa, Conan không phải là người lớn, lời nói của anh ta không có tác dụng pháp lý. Conan bọn họ là hoàn toàn không có một chút trách nhiệm, tất cả trách nhiệm đều sẽ bị cảnh sát chúng ta gánh vác. Nói tới đây, Tư Anh Hữu lại nhìn về phía Conan. Như vậy, các cậu có thể tìm được chủ nhân của con mèo kia không? Tôi nghĩ bây giờ, hắn hẳn là còn chưa quét sạch vết máu của con mèo kia mới đúng. Conan có chút ủ rũ nói, chúng ta cũng không biết Hạo Thụ, mèo chủ nhân, nhà ở đâu à? Vậy thì khó xử rồi. Tư Anh Hữu hết chỗ nói. Conan vẫn không có trí nhớ. Đã bảo hắn phải bảo vệ chứng cứ. Ai u. Kết quả chính hắn biết có thi thể sau đó liền thả mèo đi. Dù cảnh sát có tin hay không, hắn còn tưởng rằng mình là Kudo Shinichi chứ. Hơn nữa cho dù là công đặng tân nhất cũng không thể bị chuyện. Điều này nhất thời làm cho cảm quan của hắn đối với thám tử lại không tốt. Đang lúc khó xử, bỗng nhiên Tá Đằng Mỹ Hòa tử nói ra. Ai, chờ một chút, Conan trong ống tay áo giống như có chút đốm đen, cái này có thể hay không là vết máu? Trong nháy mắt, Conan dường như tìm được cánh cửa mới. Hắn vội vàng đem ống tay áo lại gần. Tư Anh Hữu cúi đầu kiểm tra, quả nhiên là vết máu. Không biết có phải máu người không? Bất quá cái này cũng không quan trọng. Chỉ cần là có vết máu, bọn họ liền có đi vào lục soát lý do. Tá Đằng cảnh quan, anh mau gọi điện thoại cho mục mộ cảnh quan, bảo hắn mang một ít người tới đây. Được rồi. Tá Đằng Mỹ Hòa tử vội vàng gọi điện thoại. Lại qua 15 phút, mục mộ cảnh quan mang theo một đống lớn cảnh sát vội vàng mà đến, đem toàn bộ dinh thự vây chật như nêm cối. Cảnh sát mục mộ trực tiếp mở miệng. Tư, lần này giao cho anh chỉ huy. Tư Anh Hữu gật đầu, cũng không từ chối. Mấy người các ngươi cảnh giác bốn phía tòa nhà này, chú ý phạm nhân có thể còn ở trong phòng, phải phòng ngừa phạm nhân chạy trốn. Nhất là hậu viện, tường vây của tòa nhà này cũng không cao, người bình thường chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể chạy trốn. Hi. Mấy người đáp, sau đó bước nhanh về phía phòng ở bốn phía mà đi. Cảnh sát Mục Mộ, mời anh ở bên ngoài trấn chỉ huy. Tôi dẫn cảnh sát tá Đằng đi gõ cửa. Được. Mục Mộ cảnh sát đáp ứng. Chương 09. Kết án. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Sau đó Tư Anh Hữu dẫn theo cảnh sát khác đi vào sân, ấn chuông cửa. Ngay khi chuông cửa vang lên, cửa liền mở ra. Một người mặc áo choàng tắm đeo kính mắt trung niên nam tử đứng ở cửa, hung dữ nói. Chuyện gì à, ầm ĩ muốn chết. Tư Anh Hữu trực tiếp lấy thẻ cảnh sát ra. Tôi là cảnh sát, có người báo án phát hiện một thi thể trong phòng các anh. Hắn không có thể nói là bọn nhỏ báo án. Đương nhiên, cũng không để cho bọn nhỏ đi theo. Thi thể. Người đàn ông nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc. Điều này sao có thể chứ? Tư Anh Hữu nói. Người báo án nói là ở trong phòng tắm của cô, có thể phiền chúng tôi đến lục soát một chút không? Nhưng phòng tắm, vừa rồi đều là em dùng. Anh xem, phòng cuối hành lang là được rồi. Người đàn ông kia nói xong chỉ cửa sau lưng. Như vậy, mời ngươi cho chúng ta qua xem một chút đi. Tư Anh Hữu nhường người đàn ông này lại, đi thẳng tới cửa phòng tắm. Khi hắn mở cửa ra thời điểm cũng không có phát hiện cái gì, ngã trên mặt đất đầy người là máu thi thể, toàn bộ bồn tắm cùng mặt đất đều sạch sẽ. Cái gì, thi thể, không thấy. Điều này sao có thể? Biến mất rồi. Mấy người các ngươi, sao lại ở chỗ này? Bốn đứa nhỏ vẫn chạy tới. Cảnh sát Tư, không chịu nổi. Một cảnh sát canh giữ ở cửa chạy tới xin lỗi, mấy đứa nhỏ này nhất định phải vào, trực tiếp vọt tới. Tôi không ngăn cản. Tư Anh Hữu không nói gì nhìn thoáng qua. Thậm chí ngay cả mấy đứa nhỏ cũng nhìn không được. Còn cần ngươi làm gì? Sau đó hắn lại không chút do dự cho Conan một quyền. Ai nha, đau quá. Nam nhân kia tựa hồ đối với bốn tiểu tử đột nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc, ngược lại dương đắc ý nói. Các ngươi xem đi, thi thể gì à, căn bản không có không phải sao. Nhất định là những tiểu quỷ này đang ác tác kịch. Tư Anh Hữu quay người nói. À, vậy sao em biết là mấy tiểu quỷ này đang ác diễn? Ta nhớ rõ ta vừa rồi rõ ràng không có nói là bọn tiểu quỷ đang báo án. Nhất thời người đàn ông này nghẹn lời. Nói cách khác, ngươi biết những tiểu quỷ này tới dinh thự của ngươi, cũng biết bọn họ sẽ đi báo án. Nam nhân miễn cưỡng giải thích, nơi này ngoại trừ các ngươi cảnh sát ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái này tiểu quỷ, chẳng lẽ không phải bọn họ báo án? Hơn nữa, nơi này căn bản không có thi thể gì không phải sao? Nhưng là, chúng ta thật sự nhìn thấy, ngay tại gian này trong phòng tắm ngã một cái toàn thân đều là máu thi thể. Conan nhìn không được phản bác nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Mấy đứa nhỏ nhao nhao phụ họa, Nguyên Thái nôn nóng nói. Nhất định là bị lão bá này giấu đi. Ngươi đang nói cái gì ngươi? Trung niên nam tử nhất thời tức giận lớn tiếng hô. Cảnh sát Tư, anh thấy thế nào? Tá Đằng Mỹ Hòa tử hỏi. Hắn đứng lên nói với người đàn ông kia. Từ lúc bọn nhỏ báo cảnh sát đến khi chúng ta đến đây, đại khái là nửa giờ. Trong khoảng thời gian này muốn xử lý một thi thể là quá đủ. Tư Anh Hữu vừa mới bắt đầu đi vào, vẫn luôn quan sát nhà vệ sinh này. Hắn ngửi, phát hiện trong phòng tắm có tẩy trắng phấn hương vị, đồng thời còn xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Tuy rằng rất nhạt, nhưng vẫn có thể ngửi ra được. Nam tử kia nghe vậy tức giận nói. Thật sự là quá ngu xuẩn, ta đây để cho các ngươi tìm được cao hứng mới thôi, ta muốn lên lầu 2 ngủ. Đang khi nói chuyện cư nhiên buông cảnh sát mặc kệ, tự mình đi lên lầu 2. Tư Anh Hữu lại hô một câu. Vậy chúng ta lục soát thế nào cũng không sao sao? Không sao. Nam nhân tự tin nói. Bởi vì nơi này của ta cũng không có gì mờ ám. Nếu có vấn đề gì thì đi hỏi đệ ta đi, nó sẽ lập tức trở về. Nói xong hắn còn trào phúng. Hừ, bất quá các ngươi đem tiểu quỷ ác tác kịch cho là thật, còn như vậy lao sư động chúng, cảnh sát thật đúng là nhạn a, hắc hắc ha ha. Nói xong hắn trực tiếp lên lầu 2. Tư Anh Hữu nhìn anh đi lên, xoay người nói với cảnh sát tá Đằng. Cảnh sát tá Đằng, anh ra ngoài lấy thuốc phản ứng Rumino. Không lâu sau, tá đằng Mỹ Hòa Tử đã mang chất phản ứng Rumino tới. Nhẹ nhàng phun ra, liền có phản ứng. Quả nhiên là máu người, hơn nữa còn rất lớn, trong bồn tắm khắp nơi đều có. Tá đằng Mỹ Hòa Tử nói. Tư Anh Hữu hiểu rõ. Đi thôi, lên lầu 2. Tầng 2. Mikiko Sato hỏi. Tư Anh Hữu giải thích. Vừa rồi tên kia khi cảnh sát chúng tôi còn ở đây cư nhiên bỏ mặc cảnh sát chúng tôi, tự mình lên lầu 2 nghỉ ngơi. Cái này cũng quá tin tưởng cảnh sát chúng tôi rồi. Đây quả thực là muốn nói cho chúng tôi biết, để chúng tôi tùy tiện lục soát. Cho nên tôi nghĩ hắn cho rằng, mặc kệ chúng tôi lục soát thế nào, cũng sẽ không tìm được thi thể. Vậy vấn đề là, vì sao hắn lại chắc chắn như vậy? Misako Sato nói. Bởi vì thi thể ở ngay tầng 2, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh hắn. Không sai. Tư Anh Hữu nói, hơn nữa địa điểm phạm án là phòng tắm, mà hắn vừa mới nói mình cũng dùng phòng tắm. Cho nên tôi có lý do tin tưởng, người này có quan hệ trực tiếp với vụ án mạng này. Đoàn người chuẩn bị đi lên. Tư Anh Hữu thấy Conan cũng muốn theo kịp, trực tiếp cự tuyệt nói. Mấy người các cậu ở lại đây. Vạn nhất đối phương là hung thủ, mấy người các cậu sẽ bị anh ta làm con tin. Cho nên đều thành thật ở phía dưới cho tôi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Được. Ba đứa trẻ vui vẻ trả lời. Vừa rồi cảnh sát tin tưởng bọn họ, điều này làm cho bọn họ rất vui vẻ, cho nên cũng không được voi đòi tiên nữa. Conan rất muốn len lén theo sau, nhưng Tư Anh Hữu đã sớm đề phòng anh, trực tiếp để một cảnh sát canh giữ dưới lầu, nhưng không cho anh lên. Muốn lên đó. Đừng nghĩ. Các cảnh sát đều rút súng ra, cẩn thận từng ly từng tí lên lầu. Kết cấu lầu 2 vừa xem hiểu ngay, một hành lang, 2 phòng ngủ. Tư Anh Hữu lên lầu dẫn một người khác rất ăn ý đi tới cửa 2 phòng ngủ, nghiêng tai lắng nghe. Sau đó liền phát hiện trong một căn phòng có tiếng tivi. Anh khoa tay múa chân một chút, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Phát hiện bên trong có 2 người. Một người mặc áo choàng tắm tựa vào ghế làm bộ dáng ngủ say. Một người khác cởi áo choàng tắm, thay quần áo. Người nào? Tư Anh Hữu xông vào theo bản năng giơ súng lên nhắm ngay người đàn ông kia. Mikiko Sato cũng xông vào, ngạc nhiên khi thấy đó là 2 người, đồng thời giơ súng lên chống lại người đàn ông đó. Tư Anh Hữu đi tới chỗ người mặc áo choàng tắm, sờ mạch anh. Người đã chết rồi. Sau đó nhìn người đàn ông kia. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tôi nhận tội. Người đàn ông nhìn thấy rất nhiều người giơ súng, lựa chọn nhận tội. Tên cặn bã kia, sau khi hắn phát hiện ra bí mật của ta, tên cặn bã ca ca của ta liền ở lại nhà ta cả ngày ăn không uống không chơi bời lêu lỏng. Hắn phát hiện tôi đang làm buôn bán cổ phiếu bất chính kiếm tiền đen, nói cái gì sẽ không bán đứng tôi, nhưng nửa đời sau toàn dựa vào tôi để nuôi sống. Ta rõ ràng sẽ một mực chiếu cố hắn, tên kia còn nói muốn ta cho hắn nhiều tiền hơn. Cho nên, ta liền dùng 2 tay này đem đầu ký sinh trùng kia đánh vỡ. Tư Anh Hữu đã dùng còng tay thi đậu cho cậu, đồng thời còn nói. Kỳ thật nói cho cùng, vẫn là cậu phạm sai lầm trước. Nếu không là cậu bị quỷ ám, làm sao có thể để anh trai cậu nắm được nhược điểm. Chúc mừng ký chủ phá được một án mạng. Khen thưởng ký chủ máy tính năng lực ghế 1. LV3, khen thưởng ký chủ kỹ năng siêu cường thính lực P1, LV3, khen thưởng ký chủ 100 vạn yên. Lại có kỹ năng mới. Tư Anh Hữu nhất thời vui mừng. Đợi đến khi mở phần thưởng, lập tức liền cảm giác một đạo kim quang hiện lên, ngay sau đó hắn liền thử nghe một chút. Này! Nghe được thanh âm đích thật là so với trước kia lớn hơn nhiều. Khả năng nghe của người bình thường là LV2 và một số người bị khiếm thính là LV1. Tư Anh Hữu so với bọn họ còn tốt hơn. Hơn nữa là muốn nghe nơi nào, nơi đó thanh âm sẽ biến lớn. Nếu không muốn nghe, tai sẽ trở nên bình thường. Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền não về tiếng ồn. Kỹ năng xem kịch hệ thống ngược lại vẫn là có chút nhân tính hóa a. Không sai. Tư Anh Hữu vô thức lẩm bẩm một tiếng. À, Tư, ngươi nói cái gì? Giọng nói của tá đằng Mỹ Hòa Tử vang lên. Sắc mặt Tư Anh Hữu lập tức khôi phục bình thường, mặt không đổi sắc giải thích. Có thể giải quyết một vụ án nhanh như vậy, tôi rất vui. Đây là nhờ có ngươi à, Tá Đằng Mỹ Hòa tử nói, ngươi trước đem người này mang về thẩm vấn đi. Chuyện nơi này giao cho ta. Ngươi mặc dù bắt được đối phương cũng nhận tội. Nhưng cũng không phải là biểu thị liền kết thúc. Bọn họ còn muốn ở lại chỗ này đem hiện trường đều khám nghiệm xong, hình thành hoàn mỹ chứng cớ chuỗi. Ta biết rồi. Sau đó Tư Anh Hữu đưa phạm nhân tới cục cảnh sát. 1 giờ sau, cuộc thẩm vấn kết thúc. Bắt đầu sắp xếp hồ sơ. Mãi cho đến 10 giờ tối mới kết thúc. Chương 10. Matsumo Seiri. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Ngày hôm sau, cảnh sát Mục Mộ vừa đi làm đã gọi Tư Anh Hữu tới khen ngợi lung tung. Tư Anh Hữu vừa đến khoa 3 bọn họ liền liên tục phá 3 vụ án. Hơn nữa đều là cùng ngày phạm án phá được. Đúng là thám tử nổi tiếng. Thành tích như thế, đương nhiên làm cho cảnh sát Mục Mộ thập phần cao hứng. Ngài quá khen rồi, tôi còn có rất nhiều thứ phải học tập cảnh sát Mục Mộ. Tư Anh Hữu khiêm tốn nói. Cảnh sát Mục Mộ thấy Tư Anh Hữu có năng lực còn khiêm tốn như vậy, nhất thời đánh giá anh cao hơn vài phần. Người này so với Kudo Shinichi mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu tử công đằng kia là một học sinh trung học, hơi khen một chút sẽ bay không tìm thấy phương Bắc, thường xuyên ở hiện trường đi tới đi lui còn chỉ huy cảnh sát làm này làm nọ. Nếu không là nhìn công đằng tân nhất còn có chút kỹ thuật, bọn họ đã sớm không quen hắn. Vì cứu tinh của cảnh sát Neon. Đây quả thực là sỉ nhục cảnh sát Neon. Giờ thì ổn rồi. Có Tư Anh Hữu ở đây, bản thân không cần phải chịu đựng sự tức giận này nữa. Hắn cổ vũ nói. Tóm lại tiểu tử ngươi hảo hảo làm, mặt trên cũng là rất coi trọng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng kiêu ngạo tự mãn. Vâng, bộ cảnh sát, cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Tư Anh Hữu thật lòng nói. À, đúng rồi, cái này cho cô. Cảnh sát Mục Mộ lấy ra một phong thư màu đỏ từ trong ngăn kéo. Đây là cái gì? Tư Anh Hữu tò mò hỏi. Ngươi mở ra xem không phải sẽ biết sao? Mục Mộ cảnh quan cười nói. Vậy thì tôi sẽ thất lễ. Tư Anh Hữu mở phong bì ra, bên trong là một thiệp mời. Lại nhìn, vài ngày sau, vào ngày 6 tháng 6, con gái của Matsumo Kiyota, hiện là giám đốc bộ phận hình sự của sở cảnh sát, đang điều tra một bài học, sẽ kết hôn. Mời họ tìm kiếm bài học để tham dự đám cưới. Thiệp mời này là cho Tư Anh Hữu. Tư Anh Hữu nhìn tên cô dâu chú rể trên thiệp mời, không khỏi nhướng mày. Matsumo Seiri. Cái tên này có thể xem như sấm bên tai. Đây chính là một trong những nữ thần thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết đồng nhân. Được rất nhiều Conan yêu thích gọi là nữ thần áo cưới. Hơn nữa hắn tự hồ cũng chiếm được nữ thần phù hộ, không có bị Conan tử thần thuộc tính sợ ảnh hưởng, là toàn bộ Conan số ít từ trong tay tử thần sống lại người một trong. Ngoài ra, vụ án này cũng thập phần quái dị. Thậm chí đã từng khiến anh ta cho rằng điều tra hình sự và hóa học của mình là vô ích. Natri Hiroi có thể làm độc dược, khiến người ta nôn ra máu ngất xỉu, thậm chí gây tử vong. Thật TMG quả thực là chuyện cười lớn nhất trên thế giới này. Ngươi chính là thuốc trừ sâu đều khá hơn một chút đi. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết vụ án này có vấn đề. Suy nghĩ thu hồi, Tư Anh Hữu cười nói. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ tham gia đúng giờ. Cấp trên đều trực tiếp cho ngươi thiệp mời, đương nhiên là muốn tham gia. Hơn nữa biết rõ nội dung vở kịch tương lai hắn biết. Tùng Bản Thanh Trường trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều là quan quản lý, đó là cấp trên của cấp trên mình. Mình làm việc ở sở cảnh sát không thể tránh khỏi là muốn có quan hệ tốt với hắn. Kế tiếp Tư Anh Hữu tiếp tục sửa sang lại vụ án mấy ngày trước. Sau khi thanh nhàn hoặc là bắt đầu đọc sách học tập, hoặc là tìm hồ sơ vụ án còn sót lại trong quá khứ xem một chút. Trong thời gian này, bọn họ lại nhận được một vụ án siêu thị lớn bị cướp liên tục. Bất quá vụ án kia lại cho chuyên môn điều tra phá án cướp bóc hệ thứ hai. Số lượng vài ngày sau, trong ngày cưới, Tư Anh Hữu ăn mặc đàng hoàng một phen, đi tới một nhà thờ lớn. Sau khi đến nơi, nơi này đã tới rất nhiều người. Đồng thời hắn cũng ở chỗ này gặp vài người quen, Tiểu Lan cùng Conan. Còn có một cô gái khác đeo dây buộc tóc, hẳn là Vườn. Tiểu Lan thấy Tư Anh Hữu liền kéo Conan và Vườn đi tới. Ồ, cảnh sát Tư, anh cũng tới à? Ừ, cô dâu là con gái của cấp trên tôi là cấp dưới của anh ấy, đương nhiên là muốn tới rồi, các cậu thì sao? Trùng hợp như vậy, Tân Nương cũng là sư phụ của chúng ta. Tiểu Lan nói. Bên cạnh vườn nhìn thấy Tiểu Lan đang cùng một cái soái ca nói chuyện phím, nhìn không được đấm một cái Tiểu Lan cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Ai, Tiểu Lan, ngươi lúc nào quen biết như vậy một cái đại soái ca, không giới thiệu. Tiểu Lan giật mình, vườn còn chưa gặp Tư Anh Hữu, vì thế vội vàng giới thiệu với nhau. Xin chào, Tư cảnh quan, tôi là Linh Mộc Viên, bạn học của Tiểu Lan. Viên vội vàng tự giới thiệu. Xin chào, tôi có nghe nói qua cô, nhị tiểu thư nhà Suzuki. Tư Anh Hữu cũng nói. Đừng cái gì Linh Mộc Gia không Linh Mộc Gia nhị tiểu thư, gọi ta là Vườn là được rồi, soái ca. Vườn quả nhiên là người nhìn thấy soái ca liền đi không nổi. Vừa thấy Tư Anh Hữu, không nói hai lời liền chủ động đến gần. Tính cách cởi mở của cô khi đối mặt với trai đẹp lại càng quá to gan. Chỉ trong chốc lát, hai người đã quen thuộc. Sau đó mọi người cùng nhau tới phòng Tân Nương, đẩy cửa đi vào, gặp được Tùng Bản Tiểu Bách hợp mặc áo cưới xinh đẹp động lòng người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Ta đi, cái này cũng quá đẹp đi. Thời điểm Nhị Thứ Nguyên đã được tôn xưng là nữ thần áo cưới. Đến Tam Thứ Nguyên, mới biết được xưng hô này nói không sai. Chỉ thấy lúc này Tùng Bản Tiểu Bách hợp quả nhiên là đẹp như thiên tiên. Một thân lễ phục áo cưới trắng nõn tao nhã khoác lên người, đem thân thể mềm mại của cô bày ra tận thiện tận mỹ, trên mặt vẽ trang phục không đậm, vừa vặn tôn lên thanh thuần xinh đẹp, minh diễm động lòng người. Đôi mắt thật to lóe ra ánh sáng động lòng người, lông mi thật dài mỹ lệ bôi lên nhãn ảnh cao, tôn lên vài phần quyến rũ, da thịt trắng như tuyết động lòng người thoạt nhìn chính là trơn mềm trắng nõn, nam nhân thấy tuyệt đối sẽ chảy nước miếng. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm kia tô song môi hồng hồng, miệng nhỏ anh đào hoàng mỹ thật sự có thể nói là kiệt tác của Thượng Đế, mái tóc xinh đẹp màu trà kia lúc này búi ở trên đầu, có vẻ thập phần đoan trang. Váy cưới của cô cũng rất đẹp. Phía trên cùng của áo cưới là không có vải vóc che chắn, lộ ra vai trân châu mượt mà trơn nhẵn, tăng thêm vài phần gợi cảm, ở giữa hai ngọn núi một đóa hoa hồng màu trân châu đặt ở nơi đó, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng. Hai tay thon dài được bao bọc bởi cánh tay áo cưới, lộ ra vẻ thon dài xinh đẹp. Áo cưới là kiểu hở lưng, nửa cái lưng lộ ra, da thịt trắng nõn gợi cảm kia lóe ra sáng bóng mê người như thế, liền giống như một khối mỹ ngọc hoàn mỹ nhất. Lễ phục áo cưới mềm mại mà bóng loáng, váy cưới màu trắng tinh khiết rơi xuống đất che khuất đùi đẹp của cô, bất quá lại làm cho cô càng có vẻ đoan trang cao quý giàu cá tính. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến Tư Anh Hữu có chút tâm viên ý mã. Đợi đã. Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Tư Anh Hữu vội vàng lắc mặt, bỏ đi những suy nghĩ không nên có trong lòng mình. Bất quá, nàng thấy thế nào có chút quen mặt. Tùng Bản Tiểu Bách hợp quay đầu nhìn thấy người tới. Ai nha, là Mao Lợi đồng học cùng Suzuki đồng học, các ngươi tới rồi. Thế nào, đẹp không? Trong lúc nói chuyện cô còn xoay quanh váy cưới lễ phục trắng nõn. Lễ phục bồng bềnh kia, không gió tự động, dưới khí chất vô cùng tri thức của Tùng Bản Tiểu Bách hợp, quyến rũ động lòng người, thanh thuần vô cùng. Phi thường xinh đẹp nha, sư phụ. Tiểu Lan và Viên có chút kinh ngạc, mỹ nữ trước mắt này thật sự là Tùng Bản lão sư hung dữ trong trí nhớ của mình. Mấy năm nay chênh lệch cũng quá lớn đi. Đồng thời Tùng Bản Tiểu Bách hợp cũng nhìn thấy Tư Anh Hữu. Có chút kinh ngạc, trong lòng rung lên. Ngươi là? Xin chào, tôi là Tư Anh Hữu, là một bài học cưỡng chế phạm vào bộ cảnh sát hệ 3. Tư Anh Hữu ổn định tinh thần, tự giới thiệu. Là thuộc hạ của cha A, bất quá. Ta luôn cảm thấy đã gặp qua ngươi ở nơi nào. Tùng Bản Tiểu Bách hợp cố gắng suy nghĩ, nhưng làm sao cũng không nhớ ra. Có thể là nghe bản trưởng quan nhắc tới. Tư Anh Hữu đưa ra đáp án này. Hai vị, mời nhìn bên này. Hôm nay chúng ta làm nhiếp ảnh gia. Tiểu Lan và Viên cầm dụng cụ chụp ảnh bắt đầu chụp, ống kính vừa vặn nhắm ngay Tùng Bản Tiểu Bách hợp và Tư Anh Hữu. Chỉ là nàng vừa dứt lời, liền thấy được một màn thập phần quỷ dị. Có lẽ vì cửa sổ không đóng, bên ngoài bỗng nhiên có một trận gió. Gió trực tiếp thổi qua áo cưới của Tùng Bản Tiểu Bách hợp, làm cho thân thể cô tựa hồ bị đẩy một chút, không tự chủ được nghiêng về phía trước. Cẩn thận! Tư Anh Hữu theo bản năng vươn tay muốn đỡ cô dậy. Chỉ có thể là do trùng hợp. Tay Tư Anh Hữu vừa vặn chạm tới eo liễu của Tùng Bản Tiểu Bách Hợp. Một đôi tay vừa vặn đặt ở trên váy của nàng, vừa vặn có thể cảm nhận được áo cưới như tơ cùng với dáng người tuyệt vời kia. Cùng lúc đó, Tùng Bản Tiểu Bách Hợp không biết làm sao dùng đôi môi anh đào bôi son môi Không Thiên Vị hôn lên môi Tư Anh Hữu. Mà Tư Anh Hữu thì sao? Không ngờ theo bản năng hôn ngược lại một cái. Trong khoảnh khắc, Tùng Bản Tiểu Bách Hợp thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng. Nội tâm dường như có 15-16 con nai con đang đập loạn. Phù phù, không dừng lại được. Sau khi hiểu được là như thế nào, vội vàng xấu hổ phẫn nộ đẩy thân thể Tùng Bản Tiểu Bách Hợp ra, đỏ mặt há miệng thở dốc.